Thì hôm trước thầy đã nói với em là định nghĩa cây này, sau đó định nghĩa thế nào là cây có gốc này, định nghĩa cái gì nữa, số đỉnh này, số lá này, số đỉnh trong này, sau đó là cây m này, cây m đầy này, sau đó cây m đầy thì nó sẽ có cái, tức là số lá và số đỉnh với cả số đỉnh trong nó liên hệ với nhau như thế nào này. Với sau đó có một cây M đầy thì là nhiều nhất là bao nhiêu đỉnh, ít nhất là bao nhiêu đỉnh này. Gì nữa? Và thầy đã giải cho em cái bài toán là giả sử cho một cây M này và nó có số đỉnh là như thế này hoặc số lá như thế này và cái độ cao nó là như thế này, thì liệu rằng cái cây đấy nó có tồn tại hay không? Nếu nó tồn tại thì M phải bằng bao nhiêu? Đấy, đúng không? Sau đó đồng thời thầy đã giải cho em bài toán là giữa hai cây đẳng cấu có nghĩa là gì này, và hai cây có gốc đẳng cấu có nghĩa là gì này. Đấy, thì có trường hợp là hai cái cây nếu mà nhìn chúng như là hai cây có gốc thì nó sẽ là không đẳng cấu với nhau, nhưng mà nếu mà chỉ nhìn chúng như hai cây thì nó đẳng cấu với nhau, vân vân. Đấy, tất cả những chủ đề lần trước là như thế, đúng không? À rồi còn cây cân bằng nữa này, rồi nhé. Thì hôm nay mình sang là ứng dụng của cây, thì nó có nhiều ứng dụng nhé. Nhưng mà ở cái chỗ phần này thì mình sẽ nói đến ba cái ứng dụng là cây tìm kiếm nhị phân này, cây quyết định này và mã tiền tố. Cây tìm kiếm nhị phân, cây tìm kiếm nhị phân thì nó như thế này. Thì thầy lấy số này cho nó đơn giản này. Cây tìm kiếm nhị phân là như thế này. Giả sử như em có một dãy các số hoặc là bất cứ một dãy dữ liệu gì đó mà hai cái, tức là mà hai cái phân tử có thể so sánh với nhau. Ví dụ như em có thể có một dãy các cái từ và hai từ so sánh với nhau là theo từ tụ từ điển, từ này đứng trước hay là đứng sau cái từ kia ở theo từ tụ từ điển nhé. Bây giờ em có một cái dãy, bây giờ lấy ví dụ là dãy các số thôi này, em có một dãy các số này. Bây giờ nếu mà mình lưu cái dãy số này chỉ đơn giản như là một mảng, thì khi mà mình muốn tìm xem là một cái phân tử nào đó có thuộc cái mảng này hay không, ví dụ như cái dãy 2, 4, 3 như thế này, mình muốn tìm xem là ví dụ phần phần tử 9 có nằm ở trong cái số 9 có nằm trong cái dãy này hay không, thì về cơ bản mình phải làm như thế nào? Về cơ bản là mình phải duyệt từ đầu cho đến cuối để mình xác định xem là 9 có nằm ở trong này hay không. Hoặc là mình làm thế này, hoặc là mình sẽ là sắp xếp cái dãy này, mình sắp xếp cái dãy này, và khi mà sắp xếp cái dãy này thì có một thuật toán tìm kiếm rất là nhanh là thuật toán gì, thuật toán tìm kiếm nhị phân, đúng không? Nhưng mà trong thực tế thì không phải lúc nào em cũng sắp xếp được cái dãy dữ liệu nhé. Ví dụ như thế này, ví dụ như khi em gõ Google chẳng hạn, đúng không? Thì em gõ Google thì làm sao Google nó cho ra kết quả nhanh như thế? Bây giờ nếu mà giả sử mình nghĩ cái mô hình đơn giản là Google nó sẽ là có trong cái thư, trong một cái file nào đấy nó ghi tên tất cả cái trang web, hay là nó không ghi tên trang web nhưng mà mỗi một cái trang web nó gắn trong cái số ID nào đấy, một số nào đó để định danh cái trang web đấy. Nhưng mà trên đời này có cả tỷ trang web, đúng không? Thế giả sử, nhưng mà nếu giả sử Google nó đơn giản nó lưu các cái trang web là theo cái thứ tự này, tức là nó, tức là bởi vì hơn nữa là mỗi ngày thì có nhiều trang web được lập ra ấy, thì mình không thể nào mình là cái gán ID cho các cái trang web và sắp xếp nó theo một cái thứ tự nữa. Nếu mà mình làm thế thì nó sẽ rất là mất thời gian, đúng không? Mà cũng không thể làm được bởi vì càng mỗi ngày thì lại phát hiện thêm trang web mới, rồi là mỗi ngày lại có mỗi trang web lại có thêm những cái mới, đúng không? Thì mình không thể nào sắp xếp được tất cả cái đấy. Thế như vậy nó có một cái khối lượng, tức là một cái dữ liệu khổng lồ các trang web này, đúng không? Hoặc là ví dụ em lên YouTube thì cũng là một khối lượng khổng lồ các video này, em lên Facebook cũng là một khối lượng khổng lồ các cái thông tin nhiều nhiều thể loại này, được chưa? Cho nên bài toán tìm kiếm rất là quan trọng. Bài toán tìm kiếm ta em tìm kiếm là một bài toán rất quan trọng, bởi vì em gõ vào bài toán tìm kiếm này, em muốn là em người ta phải đưa ra cái kết quả là liên quan đến cái em tìm kiếm này, và đồng thời là người ta phải đưa ra cái kết quả mà đó là trong cái thời gian mà nhanh, đúng không? Ví dụ bây giờ em tìm mà em đợi 10 giây là em khó chịu rồi. Bây giờ thời đại này mà mình chờ cái gì 10 giây là mình thấy khó chịu rồi, đúng không?
10 giây là rất khó chịu, 5 giây nhiều khi còn khó chịu. Em muốn nó cần nó nhanh luôn. Thì bây giờ nếu mà giả sử mình có giữ rất là nhiều dữ liệu, bây giờ mình cứ tưởng tượng là rất là nhiều các con số, mình sẵn nếu mà mình chỉ lưu các con số đấy theo một mảng này, thì để mà mình tìm xem là trong cái mảng đấy nó có một cái giá trị này hay không thì rất là phức tạp. Hiểu theo nghĩa là mình phải quét từ đầu đến cuối, thuật toán nó sẽ rất là chậm, đúng không? Thế nên trong môn tin học của em thì có người ta mới nghĩ ra cái điều như sau này, là cái khái niệm về cấu trúc dữ liệu nhé. Cấu trúc dữ liệu có nghĩa là khái niệm là nếu bây giờ giả sử tôi không lưu cái dãy số của tôi giống như một mạng thuần túy nữa, mà tôi lưu nó ở một cái dưới dạng, thực ra là về sâu ở bên trong thì nó vẫn là mạng thôi, bởi vì ở sâu bên trong thì máy tính nó chỉ là các cái, về nói về bộ nhớ thì máy tính nó chỉ là các cái ô nhớ nó kề nhau thôi, chứ nó không có gì khác đâu. Ok, thì bây giờ tôi lưu một cái dãy số, nó không chỉ là mạng mà nó còn có thêm một số cái cấu trúc nữa. Ví dụ như tôi sẽ bảo là cái bình thường là các cái phần tử của mạng thì nó sẽ liên kết với nhau theo kiểu là phần tử thứ nhất liên kết với phần tử thứ hai, phần tử thứ hai liên kết với phần tử thứ ba. Đấy là lý do vì sao mà em có thể dùng vòng là for i bằng 1 đến n, tôi truy cập đến phần tử thứ i của cái mảng đấy. Thì bởi vì là người ta đã mặc định là phần tử thứ nhất nối với phần tử thứ hai nối với phần tử thứ ba. Rồi, đấy là một cách lưu trữ nha. Nhưng mà với bài toán tìm kiếm thì có người bảo là nếu mà tôi lưu như thế thì bài toán tìm kiếm của tôi sẽ rất là lâu. Bây giờ tôi sẽ lưu cái dữ liệu đấy theo một cách khác, mà sao cho mà các cái phần tử đấy, các cái số đấy nó sẽ liên kết với nhau theo cách khác, và khiến cho là cái việc tìm kiếm của tôi sẽ nhanh hơn nhiều lần. Hoặc là ví dụ tìm kiếm của tôi nó sẽ nhanh, mỗi lần nó sẽ nhanh hơn một chút, thì là ví dụ bởi vì một ngày tôi tìm kiếm cả 1 tỷ lần thì nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Ví dụ như là nếu mà Google mỗi ngày chắc là phải có cả không biết là bao nhiêu lượt tìm kiếm, chắc là cỡ tỷ đấy nhé, 100 triệu tỷ một lần. Thì bây giờ mỗi lần mà tiết kiệm được ví dụ như là 1 giây thôi chẳng hạn, nếu một ngày Google nó cũng tiết kiệm được 1 tỷ giây, là một con số khổng lồ đúng không? Nó có số khổng lồ, nếu như mà tỷ giây có nghĩa là tiết kiệm được khá nhiều cái chi phí về tính toán server rồi là vân vân này, năng lượng mà nó phải tiêu thụ vân vân. Anyway, rồi thì người ta mới đề xuất ra cái là như sau này, người ta bảo bên tôi không chỉ là đơn giản lưu trữ là các cái số đấy dưới dạng mảng, mà tôi sẽ lưu trữ các số đấy dưới dạng mảng này, nhưng mà tôi sẽ bảo là các phần tử sẽ liên kết với nhau như thế này này, và người ta tìm ra là cây. Đã, nếu mà tôi lưu trữ là dữ liệu là theo cái kiểu dạng cây thì là rất là hợp lý. Thì mới sinh ra khái niệm là xây dựng, tức là sinh ra khái niệm là cây tìm kiếm nhị phân như thế này. Bây giờ thầy lấy ví dụ này, người ta xây dựng cái cây này như thế nào. Ok, thì bây giờ giả sử có một cái dãy như thế này, người ta sẽ bảo là ví dụ cái số đầu tiên là số 2 thì tôi sẽ tạo ra một cái đỉnh là số 2. Đấy là đỉnh gốc này. Tiếp tục này, làm sao để tôi lưu số 4 vào? Số 4 thì tôi sẽ hỏi là số 4 này lớn hơn số 2 hay là nhỏ hơn số 2. Ok, trong trường hợp này số 4 lớn hơn số 2, tôi sẽ bảo là tôi sẽ tạo ra một cái đỉnh con này nằm ở bên phải của cái cây, của cái đỉnh 2 này, và tôi điền số 4 vào. Sau đó tôi phải lưu trữ số 3, thì tôi lại hỏi là thứ nhất là số 3 này lớn hơn số 2, thế cho nên là tôi sẽ đi về bên phải số 2 này. Thì tôi gặp số 4 này, tôi hỏi tiếp là số 3 thì số 3 nhỏ hơn số 4, tôi sẽ tạo một cái đỉnh con bên trái của số 4, tôi điền số 3 vào. Số 5 đấy thì đi bên phải số 2 này, sau đi về phía bên phải số 4 này, và chỗ bên phải này chưa được tạo ra này thì tôi sẽ tạo ra một ô và tôi sẽ điền số 5 vào. Đấy, tôi cứ làm như thế thì tôi sẽ điền được một cái như thế này. Nếu bây giờ tôi phải cập nhật cái cây này nhé, sau khi tôi đã có cây màu đỏ này rồi, giả sử này tôi phải cập nhật, tức là có người lại thêm cái input vào là 6 với 0 thì tôi làm thế nào, thì cũng giống như trước thôi. Nhét thêm 6 vào thì em hỏi là 6 lớn hơn 2 đi về bên phải, 6 lớn hơn 4, 6 lớn hơn 5, 6 nhỏ hơn 7 thì đi vào đây. 6 nhỏ hơn 7 đi vào đây đúng không? Rồi 0 thì sao? 0 nhỏ hơn 2, 0 nhỏ hơn 1, rồi 0 thì em đi vào đây. Sau khi đấy thì cái dữ liệu này được lưu dưới dạng cây nhá. Thì thầy nhắc lại là lưu dưới dạng cây này, để về sau em lập trình thì thực ra một cái cây ấy, thì thực ra là một mảng, nó một mảng thôi, nhưng mà
cái mạng đấy, cái sự liên kết giữa các cái sự liên kết giữa các phần tử là phần tử 2 sẽ liên kết với phần tử 1.4 một cách trực tiếp trong vai trò là 2 là đỉnh cha cha mẹ này, còn 1.4 là đỉnh con, kiểu như thế nhé. Sau khi em có một cái cây này thì tại sao cái việc tìm kiếm nó lại là nhanh hơn? Ví dụ như nếu mà mình muốn tìm xem là số 7 có nằm ở trong cái dãy này hay không này, thì mình chỉ cần tìm đến 7 này, 2 này, so sánh 7 với 2, so sánh 7 với 4, so sánh 7 với 5, rồi so sánh 7 với 7. Như vậy để tìm kiếm số 7 thì em cần 4 phép so sánh này. Rồi tìm kiếm những số khác thì em sẽ nói chung là em sẽ tìm bớt cái phép so sánh hơn, đúng không? Ví dụ như tìm số 8 thì em cần bao nhiêu phép so sánh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 phép so sánh. Tìm số 9 thì bao nhiêu? Cũng là em thấy là có 6 phép so sánh. Phải so sánh 9 với 2, 4, 5, 7. So sánh với 10. Rồi so sánh với 8 nữa. Em mới kết luận là số 9 nó không nằm trong này. Anyway, em tìm bất cứ số nào thì nó cũng có vẻ nó ngắn hơn là cái nó sẽ ít phép toán hơn là cách là em chỉ lưu nó vô một mảng em tìm từ đầu đến cuối, đúng không? Thì đấy gọi là cây tìm kiếm nhị phân. Tất nhiên là cái cây tìm kiếm nhị phân này thì nó hơi bị lệch này. Cây tìm kiếm nhị phân này nó không cân, cái cây này là cây không cân bằng, đúng không? Bởi vì là có một cái nhánh nó đi sâu quá và cái nhánh này nó đi thấp quá. Thì thực ra là trong thực tế để mà xây dựng cây tìm kiếm nhị phân mà nó cân bằng ấy, thì thường là người ta sẽ chọn một cái phân tử bắt đầu là phân tử nào đó nằm ở giữa giữa này, không quá to không quá nhỏ nhé. Ví dụ nên chọn đây là ví dụ số 5, nên nếu mà bắt đầu bằng số 5 thì cái cây nó sẽ cân bằng hơn, cái nhánh trái và nhánh phải nó đều cân bằng với nhau chứ. Rồi bây giờ một bạn nào chủ xây dựng cây tìm kiếm nhị phân cho cái dãy này này, ví dụ tiếp này. Ví dụ cho dãy là 6, 4, 5, 7, 8, 2, 9. Rồi, bạn nào xây dựng cái cây này cho thầy? Cái gì là đầu tiên, gốc là như thế nào, sau đó đi xuống bên trái hay đi xuống bên phải? Cái số đầu tiên là 6. 6 nhé. Sau đó 4 thì đi sang bên trái. 4. 5 thì ở đâu? 5 thì bên phải số 4. 7 thì bên phải số 6. 8 tiếp tục là bên phải số 7. 2 thì là bên trái số 4. Rồi. 9 thì bên phải số 8. Đấy. Đấy là cái tìm kiếm nhị phân. Thế em sẽ thấy là ví dụ để tìm số 9 ấy, em sẽ thấy là cần 4 phép so sánh. Đây. Bình thường ta tìm số 9 em cần phải 7 phép so sánh. Để tìm số 2 thì em chỉ cần 3 phép so sánh này. 1, 2, 3. Còn bình thường là em phải dùng 6 phép so sánh. Nên là nói chung ý, thì là số em thấy là nếu mà biểu diễn dữ liệu dưới dạng như thế này thì là cái số phép so sánh em cần phải tính để mà tìm một giá trị nào đó nó sẽ là giảm đi rất là nhiều nhé. Đấy, thế bây giờ em tưởng tượng như nếu mà không chỉ có 7 cái phần tử mà nó có 1 tỷ phần tử chẳng hạn, thì rõ ràng là cái số lượng, tức là cái số lượng phép so sánh em phải sử dụng nó giảm đi rất là nhiều, đúng không? Nó tiết kiệm được rất là nhiều. Thêm nữa là nếu mà em lặp lại cái phép tìm kiếm đấy rất là nhiều lần, giống như 1 tỷ lần một ngày của Google chẳng hạn, okay, thì là em tiết kiệm được rất là nhiều thứ, đúng không? Ok, đấy là sức mạnh của môn tin học là như vậy. Môn tin học nó có cái sức mạnh là gì? Sức mạnh của môn tin học là đôi khi có những cái ý tưởng nhé. Bởi vì các bài toán tin học đều là các bài toán mà xử lý dữ liệu nó lớn ấy, thì cái yếu tố máy tính nó hơn con người ở chỗ là nó làm một cái việc nhỏ nhỏ thì nó không hơn con người là mấy. Nhưng mà vấn đề là nó có thể lặp lại cái đấy một cách là sức mạnh của máy tính là nó có thể lặp lại và một cách là không mất sức, đúng không? Chứ hễ cái gì đấy mà là có thể lặp lại nhiều lần ấy, thì một cái ý tưởng mà nó chỉ cần hơi tốt hơn một chút, không cần quá tốt hơn, một ý tưởng hơi tốt hơn một chút nhưng mà lại được lặp lại nhiều lần thì nó sẽ có lợi thế áp đảo so với một cái thuật toán mà kém hơn một chút. Đấy là cái rất hay của môn tin học.
nhá. Thì đấy, thì đây đây là tiếp tục này, đấy là thuật toán tìm kiếm kênh, tức là để tìm kênh tìm kiếm nhé. Tiếp tục này, cái quyết định, cái quyết định thì là cái như thế này. Bài toán người ta điển hình, người ta nói là bài toán là cân đồng tiền giả này, có nghĩa là ở trong trong có 6 đồng tiền này, trong đó có 5 đồng tiền thật là nặng như nhau này, trong đó có một đồng tiền thì nó sẽ, trong 6 đồng tiền có một đồng tiền nó sẽ nhẹ hơn các đồng tiền khác này. Bây giờ hãy dùng cái cân cân bằng này, hãy là cân xem là phải dùng bao nhiêu phép cân thì em xác định được là đồng nào là đồng nhẹ hơn. Thì ở đây là người ta vẽ ra một cái cây nhé, như thế này. Thế này nhìn ở dưới này cho nó dễ. Rồi. Thì là người ta vẽ ra một cái cây điểm bắt đầu. Thì sau đó người ta sẽ cân cái việc là người ta đặt một bên cân là 3 đồng xu 1 2 3, một bên cân khác là 3 đồng xu là 4 5 6. Khi mà người ta cân hai cái đấy thì có hai trường hợp là 1 2 3 sẽ nhẹ hơn và trường hợp thứ hai là 4 5 6 sẽ nhẹ hơn. À, thì cái cây quyết định của em bắt đầu này. Và khi em làm cái bước thứ nhất thì nó sẽ nhánh ra là có thể có hai kết quả khác nhau này. Trong cái trường hợp kết quả thứ nhất là 1 2 3 nhẹ hơn này thì có nghĩa là cái đồng nhẹ hơn nằm trong cái đấy nhé. Thì em sẽ lấy đồng 1 và đồng 2 em cân với nhau này. Thì lại có 3 trường hợp này. Thứ nhất là 1 nhẹ hơn này thì chính đồng 1 chính là đồng nhẹ này. Trường hợp thứ hai là 1 với 2 là bằng nhau này thì chính là đồng 3 là đồng nhẹ này. Trường hợp 3 là cái đồng 2 là đồng nhẹ hơn thì đồng 2 chính là cái đồng nhẹ. Và bên này cũng là như vậy. Thì cây quyết định có nghĩa là bắt đầu làm bước thứ nhất rẽ nhánh ra hai trường hợp, làm bước thứ hai rẽ nhánh ra hai hoặc ba trường hợp hoặc nhiều trường hợp. Nếu mà cần thiết phải làm tiếp lại rẽ nhánh, rẽ nhánh, rẽ nhánh, rẽ nhánh. Thế gọi là cây quyết định này. Thì thực ra là cái này thực chất là các em đều đã nhìn thấy cái cây quyết định rồi đúng không? Tại vì khi em giả sử em tự động xem xét là bạn em ngồi lại xong đó em xem xét là à, mình nên chọn cái gì, mình nên chọn trường nào, mình nên chọn cái gì. Thế nghĩa là cũng có bạn là sẽ bạn đã từng vẽ rồi đúng không? Bạn chọn trường này, trường A hoặc là trường B. Ở trường A thì sẽ chọn, nếu mà chọn trường A thì nó sẽ có những cái lợi cái hại như thế này, rồi có hẳn là những cái trường hợp này xảy ra. Nếu mà tôi chọn như thế này, chọn cái này thì sẽ có những cái này nó xảy ra, và cứ mỗi cái này xảy ra thì tôi sẽ, ok, tôi cân đo đong đếm tất cả cái điều đấy nhé, và tôi sẽ đưa ra quyết định. Ở đây có bạn nào làm thế theo cái đấy không? Hay là hầu như là chỉ đơn giản nghĩ và sau đó thì quyết định thôi. Tức là nghĩ ở trong đầu một chút rồi quyết định thôi. Thường là ít người làm được như thế nhé. Nó không quá là phức tạp đấy, nhưng mà ít người kiểu như ngồi xong rồi vẽ ra tất cả những cái đấy xong rồi. Mà nên là thế nhé. Nên là thế. Nên là thế. Về cái quyết định ấy thì thầy là cái mà chủ đề cực kỳ là hay luôn nhé. Thầy rất là quan tâm đến cái này, bởi vì thực ra là trong cuộc sống của mình thì cái việc mà mình quyết định những cái gì đấy nó là việc rất là quan trọng nhé. Và không phải là mình cứ lớn, tự mình lớn lên là mình biết quyết định mọi thứ đâu. Không phải mình cứ lớn, mình càng già thì mình để đưa ra quyết định càng tốt, hoặc là mình không 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 phải như thế. Bản thân thầy cũng thầy quan sát là không phải cứ lớn lên là mình như thế, có khi là mình lớn lên là mình vẫn đưa ra những quyết định rất là ngu ngốc hoặc là không sáng suốt lắm đấy. Cho nên là luôn luôn mình học cái đấy. Nếu các em mà có thời gian thì em đọc những cái sách về là cái khả năng quyết định là có lẽ là cái chủ đề quan trọng nhất mà các em nên đọc, mà thường là không ai nói với các em. Bình thường các em học ở trường các em sẽ không không được dạy cái đấy, gia đình thì thường là cũng không nói với các em cái đấy, ít ít ai được dạy cái đấy nhé. Ví dụ thầy thầy lúc mà thầy lớn lên thì thầy không được dạy cái nên là cố gắng đọc cái đấy. Nếu bạn nào quan tâm thì thầy gửi sách cho. À, rồi thì khi em làm bài test này thì là em sẽ là em làm bài test thì thường là sẽ có bài toán nha, thì người ta hỏi em ví dụ như cũng như thế, có 10 đồng xu mà có một đồng nhẹ hơn thì là em cần ít nhất là bao nhiêu phép cân, em cần ít nhất bao phép cân. Thường
Rồi em suy nghĩ một hồi thì là 3 phép cân nhé. 4 đồng xu em cần bao nhiêu phép cân? Em suy nghĩ một hồi em thấy là 2 phép cân, vân vân nhé. Có cái này, được, có cái này được chưa? Không khó lắm đúng không? Không khó lắm. Thì ra là thầy cái này thầy không nói nhiều nhé. Bài toán tiếp theo này là bài toán là cái việc là dùng cây quyết định để mà đếm số lượng phép tính em cần, số lượng phép so sánh là em cần thiết phải 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 dùng để mà sắp xếp một cái dãy số nhé. Thì khi mà rồi thì người ta sẽ nhìn bài toán như thế, bài toán là sắp xếp một dãy số, có nghĩa là em cho em một dãy số, một cái thứ tự không biết này, và em phải yêu cầu phải sắp xếp cái dãy số đấy là từ bé đến lớn chẳng hạn này. Thì là người ta muốn, lần trước thì mình đã học một số cái thuật toán là để mà sắp xếp cái dãy số đấy rồi đúng không? Ở đây thì người ta đặt câu hỏi là tôi phải cần ít nhất là bao nhiêu phép so sánh để sắp xếp một dãy số. Thì cái câu hỏi đấy thì đáp án là cái này, log cơ số 2 của n dãy thừa, nếu như n là số phần tử của cái dãy số đấy và em sẽ lấy phần trần của nó, log cơ số 2 nhé. Rồi giải thích cái này hơi khó và thực ra là không quan trọng với các em lắm. Nhưng mà giải thích như thế này, tức là bài toán mà sắp xếp một dãy số, bài toán mà sắp xếp một cái dãy số thành một cái thứ tự là từ bé đến lớn chẳng hạn, nó sẽ tương đương với cái bài toán là cho một dãy số này, hãy nhận diện xem là cái dãy số đấy nó là gì nhỉ? Nó là tình huống nào trong là khi em có một cái dãy số và giả sử là tất cả các số khác nhau nhé. Thì em biết rồi là có thể là mình có bao nhiêu cái cách mà có bao nhiêu thứ tự có thể của n số, thì em nó là hoán vị n dãy thừa đúng không? Nghĩa là cho n số khác nhau này thì có n dãy thừa thứ tự có thể đúng không? N dãy thừa thứ tự có thể. Rồi cái bài toán mà sắp xếp một dãy số tùy ý này thành cái dãy số là từ bé đến lớn, nó sẽ tương đương với bài toán là em nhận diện là cái dãy số mà người ta cho đấy, cái input này, cái thứ tự của nó là cái thứ tự nào trong n dãy thừa thứ tự có thể. Được chưa? Rồi. Thế như vậy em có n dãy thừa thứ tự có thể và em muốn phân biệt rằng là mình đang ở trong tình huống nào. Thì cái n dãy thừa nó xuất hiện như thế này. Sau đó thì em sẽ là em sử dụng là các cái phép so sánh đôi một đấy, thì ví dụ như là ví dụ ở đây người ta vẽ minh họa cho em là em có dãy số là có 3 phần tử thôi này, thì là để phát hiện xem là mình đang ở trong tình huống nào, có 8 tình huống tất cả, à 6 tình huống tất cả là tức là 3 dãy thừa bằng 6 đấy, có 6 tình huống là A lớn hơn B lớn hơn C, A lớn hơn C lớn hơn B, C lớn hơn A lớn hơn B, vân vân nhé. Có 6 tình huống, bây giờ mình muốn phát hiện xem là cái dãy số đấy nó nằm ở trong tình huống nào. Mình cần bao nhiêu phép so sánh để mình xác định là cái dãy số đấy nó nằm ở tình huống nào. Thì ở đây người ta bảo là giả sử là tôi phải so sánh thì tôi thử so sánh A với B. Thì khi so sánh A với B thì tôi sẽ là có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp xảy ra tiếp thì tôi phải so sánh tiếp A với C hoặc là B với C. Tiếp tục lại tôi nếu A với C như thế nào tôi phải so sánh tiếp B với C. B với C như thế nào tôi phải so sánh tiếp A với C. Anyway đấy, trong cái sơ đồ là người ta vẽ rất là rõ. Được chưa? Thì cái số lượng phép so sánh mà em cần phải sử dụng thì chính là cái khái niệm là độ dài của cái cây này. À, không phải độ dài, độ cao, chiều cao của cái cây này. Chiều cao của cái cây này. Rồi sau đó người ta hỏi là OK là chiều rồi một cái cây mà có là n dãy thừa lá, bởi vì ở mỗi cái trạng thái cuối cùng này là nó nói đến là cái dãy số đấy nó nằm ở cái thứ nó là thuộc thứ tự nào, nó là thứ tự nó là gì nhé. Thì thầy vừa nói là có n dãy thừa thứ tự có nghĩa là phần lá này là có n dãy thừa phần tử. Bây giờ cái câu hỏi của mình chuyển thành câu hỏi là một cây mà có n dãy thừa lá thì cái độ cao của nó, cái hát của nó, độ cao của nó ít nhất là bao nhiêu? Đấy thì công thức nó là như thế này. Rồi thì bây giờ
Nếu mà em quên cái giải thích của thầy cũng được nhé, bởi vì là cuối cùng là bài test của em thì nếu mà người ta có hỏi em thì em chỉ cần áp dụng công thức này, chứ người ta không hỏi em là liên quan đến là chứng minh là giải thích tại sao lại như thế này, được chưa? Nhưng mà nếu em nhớ được cái giải thích tại sao thì cũng rất là tốt. Thế nhá, thầy nhắc lại cái tại sao này, bởi vì sau nếu mà em có học cái bài toán này thì em có thể suy luận nhé. Đấy, thì thứ nhất là cái bước thứ nhất thầy vừa nói là bước thứ nhất thì mình nhận ra là bài toán mà sắp xếp một dãy số thành thứ tự từ bé đến lớn sẽ tương đương với bài toán là mình nhận thức được rằng là, tức là mình nhận nhận ra được rằng là cái dãy số đấy nó đang nằm ở cái thứ tự nào, tức là cái thứ tự của dãy số đấy là như thế nào. Đấy thì cụ thể là ví dụ nếu có ba số ABC thì có những khả năng là A lớn hơn B lớn hơn C, A lớn hơn C lớn hơn B, vân vân. Đấy là mình nhận ra được là cái dãy số input người ta cho nó là thứ tự của nó là như thế nào. Đấy, bài toán sắp xếp tương đương với bài toán là nhận ra xem là cái dãy số đấy nó đang ở thứ tự như thế nào. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là em nhận ra là khi cho một cái dãy số mà n phần tử n và n phần tử đấy khác nhau thì là cái số lượng thứ tự có thể là gì? N giải thừa, hoán vị n giải thừa. Chưa? Sau đó cái bước suy luận thứ ba thì mình bảo là sau đó nếu mà mình sử dụng các cái phép so sánh đôi một các hai số với nhau để mà mình quyết định xem là cái dãy số đấy nó nằm ở cái trường hợp nào thì nó sẽ tương đương với cái việc là mình xây dựng một cái cây nhị phân, tương đương với việc xây dựng một cái cây nhị phân. Tại vì mỗi mỗi lần là mình so sánh hai số với nhau thì nó có hai trường hợp là số này lớn hơn số kia hoặc số này nhỏ hơn số kia, đúng không? Tương đương với việc là xây dựng một cây nhị phân mà có n giai thừa lá. Đấy, cho cuối cùng là một đó câu hỏi chuyển về là một cái cây nhị phân này có n giai thừa lá này thì độ cao của nó, có nghĩa độ cao của nó lúc đấy là bằng số lượng phép so sánh mình cần tính. Độ cao của nó ít nhất là bao nhiêu? Đấy thì đáp án cuối cùng là như thế này. Đáp án này không có gì khó nhé, bởi vì lần trước thầy đã giảng cho các em này, một cái cây mà nhị phân đầy nhé, một cái cây nhị phân đầy này thì là có cùng lắm là bao nhiêu lá và ít nhất bao nhiêu lá, đúng không? Ok, và sau đó thì em sẽ sử dụng cái công thức đấy, em sẽ suy ra là à cái độ cao của nó phải ít nhất là như thế này. Rồi. Nếu em nhớ được cái giải thích của thầy thì tốt, nếu em không nhớ thì không sao nhé. Người ta sẽ không, bài test không kiểm tra em thầy đấy, thầy nói trước như vậy để em, nếu em không hiểu thì không phải lo lắm, còn em hiểu được thì đấy là một cái thú vị thôi nhé. Rồi thì nhưng mà em phải hiểu được là giả sử như là đấy áp dụng công thức vào thì nó ra bao nhiêu nhé. Thì ví dụ như với n bằng 3 thì mình đang tính là trần của log 2 của 3 dãy thừa à, thì nó ra là số 3. N bằng 4, log 2 của 4 dãy thừa là bằng, rồi sau đó em lấy trần là bằng 5. Ok không? Rồi tiếp tục này. Bây giờ mình sang một cái chủ đề nó phức tạp hơn một chút. Nó gọi là mã tiền tố, và nó trong các mã tiền tố thì có một cái mã rất là đặc biệt gọi là mã Hoffman nhá. Thì nó giải quyết bài toán gì này, nó làm như thế nào, bây giờ thầy sẽ giải thích cho các em. Cái phần này tương đối là phức tạp nhé. Tương đối là khó hiểu hơn là cái trước bởi vì nó phức tạp hơn. Thì em nghe kỹ này. À, rồi thì như thế này, thứ nhất là mã là gì này, mình phải hiểu mã là gì, mã hóa là gì. Mã hóa có nghĩa là nó chỉ đơn giản là một cái ánh xạ này đi từ tập hợp những cái ký tự mà em gọi là quen thuộc này đến tập hợp những ký tự mà mình định nghĩa là lạ hoặc là cách viết khác. Đấy, thì ví dụ như thế này, ví dụ thay vì là viết một cái văn bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, mình cứ nói văn bản tiếng Anh nhé, thì gồm toàn chữ cái là ABC. Bây giờ em không coi chữ A là A nữa, mà mỗi gặp khi gặp chữ A em viết dấu vuông, đúng không? Rồi là gặp chữ B em viết dấu chấm than, gặp chữ C thì em viết dấu chấm tam giác. Ok, nếu em viết như thế thì một cái văn bản mà có ABC nó chuyển thành một văn bản có tam giác, chấm than, vuông các thứ. Thì đấy là mã hóa, đúng không? Mà cái trò này thì chắc là phải có bạn làm rồi, đúng không? Chắc phải có bạn làm rồi. Hoặc là như thế này, tức là ký ký tự lạ này không nhất thiết là nó lạ, hiểu theo nghĩa là nó kỳ dị, mà ý là
cũng vẫn dùng chữ cái A, B, C, vân vân. Nhưng mà ngày bình thường thì chữ cái A là chữ cái A, chữ cái B là chữ cái B. Bây giờ em không muốn như thế nữa. Bây giờ em bảo là em với một người khác là quy định với nhau. Ok, nếu mà trong cái bài vận trong cái thông điệp của tôi có chữ cái A thì hãy viết thành là chữ cái C, B thì hãy viết thành E, C thì hãy viết thành F, vân vân, kiểu kiểu như thế. Thì như vậy là một cái văn bản bình thường đang đọc dễ hiểu với tất cả mọi người nhé, mã hóa thành cái văn bản ở trong nó bất bình thường nhé. Nhưng mà em và cái người mà đồng ý với nhau là sử dụng cách mã hóa để sẽ hiểu nhau, bởi vì giải mã có nghĩa chính là gì? Chính là những cái ký tự lạ này em dịch lại thành những ký tự em quen thuộc, đúng không? Đấy là giải mã. Đấy là mã hóa nhé. Còn rồi thì trong cái lĩnh vực lưu trữ thông tin ấy, và truyền thông tin thì thường người ta sẽ là có bài toán là người ta cần mã hóa các ký tự. Ví dụ ở đây là mình lấy ví dụ thôi, là các ký tự là chữ cái thôi thành các cái dãy bit. Tại bởi vì cái dãy bit là cái cách mà máy tính nó lưu trữ thông tin, đúng không? Cho nên là các chữ cái này biến thành dãy bit. Đấy thì bây giờ là ví dụ giả sử mình giải quyết bài toán là có 26 chữ cái như thế này tiếng Anh này, và mình muốn là mỗi chữ cái mình biểu diễn bằng dãy bit này, thì là cái cách mà biểu diễn mà dễ nhất mà nó hiển nhiên nhất thì là mình sẽ sử dụng là dãy bit mà có độ dài là không đổi. Thế mình giả sử là thì mình cần phải dãy bit độ dài là bao nhiêu mình mới biểu diễn được 26 chữ cái. Thế sẽ nhanh chóng em nhận thấy là mình phải sử dụng dãy bit độ dài là 5, đúng không? Bởi vì nếu em sử dụng dãy bit độ dài là 4 thì em chỉ biểu diễn được 24 là bằng 16 trường hợp, không được. 2 mũ 5 thì bằng 32, em sẽ mã hóa được 32 chữ cái. Thế nhưng nó trội hơn 26 một tí, nhưng mà vấn đề là em phải dùng 5 nhé. Thế bây giờ nếu mà em quyết định em dùng dãy bit độ dài là 5 để mà mã hóa thông tin, để mã hóa các chữ cái này, thì đấy ví dụ như là hiển nhiên nhất thì là cứ chữ cái A thì làm giống này, chữ cái B là hiện nay, xong cứ C thì em cứ cộng thêm một đơn vị vào, được chưa? Thì bây giờ một cái thông điệp mà có chứa ví dụ A, B, C nó sẽ viết thành một cái thông điệp mà toàn dãy bit như thế này. Và khi mà người ta cho thông điệp dãy bit như thế này thì dịch lại rất là dễ. À, ok, thì mình cứ lấy 5 cái đầu tiên mình dịch, sau đó 5 cái tiếp theo mình dịch, sau đó 5 cái tiếp theo mình dịch. Thì đây là một cách mã hóa, và cách mã hóa này nó là đơn giản nhất có thể rồi, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ cái cách mã hóa này thì nó có cái vấn đề sau đây. À, cái vấn đề về cách mã hóa này như nào? Vấn đề của cách mã hóa này nó sẽ là lãng phí, nó không tối ưu. Theo cái nghĩa này như thế này, theo cái nghĩa là bởi vì không có phải chữ cái nào cũng xuất hiện nhiều như nhau. Ví dụ trong tiếng Anh thì những cái chữ cái như là A, N, E thì xuất hiện rất là nhiều. À, chữ cái K, X, Z các thứ xuất hiện ít này. Cho nên là bây giờ em muốn rằng là nếu mà mình sử dụng là 5 bit cho chữ cái xuất hiện nhiều, 5 bit cho chữ cái xuất hiện ít thì nó sẽ hơi bị lãng phí, đúng không? Mà cái hiện tượng này thực ra em đã quan sát thấy rồi, là bình thường là chắc chắn là ai cũng làm, là ví dụ ngày trước em đi học, thế bây giờ cũng thế nhé. Mà không biết bắt đầu từ đâu mà có mấy bắt đầu từ đâu có thói quen đấy. Ví dụ như cái trước mình đi học tiểu học ấy thì thường là mình có cái xu hướng, tại vì cô giáo bắt các em viết là phải viết vào vở, bởi vì lúc đấy em học chữ mà. Cô giáo giảng cái gì là em phải viết nắn nót vào, đúng không? Từng chữ em không bao giờ được viết tắt. Thầy còn nhớ là hồi cấp hạ cấp cấp tiểu học là thầy cô là cấm viết tắt. Cấm viết tắt. Thì đúng thôi, bởi vì cái lúc đấy là cái lúc mà em phải học được cái viết chữ, đúng không? Mà em không chỉ là viết chữ mà em phải viết đẹp, viết đúng chính tả rồi lần này nó phải viết đẹp nữa, đúng không? Thì lúc đấy em không viết tắt, có nghĩa là lúc đấy không có mã hóa gì. Thực ra là có mã hóa thì nghĩa là lời cô nói là một là dạng ký, tức là lời cô nói là dạng một dạng tín hiệu, đúng không? Còn sau đó thì thực ra là từ cái lời nói mà mình viết thành chữ đấy, đấy là một cái dạng mã hóa rồi, đấy là một cái dạng mã hóa rồi. Và em thấy là tại sao là mã hóa? Bởi vì cùng một cái lời nói như vậy nhưng em viết theo theo cái ký tự Việt Nam thì nó là như thế này, viết theo ký tự tiếng Anh thì nó là như thế này. Đấy, bản thân đấy là mã hóa rồi nhé. Mà anyway thì ông bảo là em viết chữ cái, em viết các từ, nói chung là nó đầy đủ, đúng không? Và nó ngắn nó. Thì là chưa có mã hóa. Và bắt đầu sang đến cấp 2, đúng không? Bắt đầu là thầy cô là nới lỏng cho các em, đúng không? Và sau đó cấp 2 thì người ta dạy nhanh hơn, và nếu em cứ viết như thế thì em sẽ không theo kịp, đúng không?
Nhưng mà vẫn có bạn sẽ là giữ cái thói quen là sẽ viết đầy đủ, khi cô nói cái gì bạn cũng viết đầy đủ. Và thầy nhớ là thầy như thế nhá. Nhưng mà sau đó cuối cùng tất nhiên là đến lớp 7, lớp 8 thì 8, 9 thì bắt đầu viết tắt. Rồi bây giờ khi mà mình viết tắt thì em quan sát như thế này này. Khi mà mình viết tắt thì là tất nhiên là có nhiều từ đáng nhẽ có thể, rồi có nhiều từ viết tắt nó cũng sẽ có thể gây hiểu nhầm đúng không? Tại vì ví dụ như hai từ đấy cùng xuất, ví dụ viết tắt ví dụ như là bài tập, bài học hay là hôm nay đến HN, nhưng mà HN có thể biểu diễn cái gì khác, hôm nào hoặc là gì Hà Nội đúng không? Vấn đề là gì, vấn đề là gì, là ví dụ cái từ nào mà mình thấy xuất hiện nhiều này, có phải là những cái từ nào mà mình thấy xuất hiện nhiều thì mình sẽ ưu tiên là những cái từ đấy mình ký hiệu bằng những cái mã mà nó ngắn không? Ví dụ trong cái bài giảng đấy của em nhé, trong cái bài giảng đấy của em thì là trong bài giảng đấy của em nó về môn gì đó thầy không biết, thầy tự nhiên thầy không, rồi thầy không biết được rồi, thầy giả sử là trong cái bài giảng đấy của em cái từ hôm nay nó xuất hiện rất là nhiều, còn là cái từ Hà Nội xuất hiện rất là ít, hoặc là hôm nào xuất hiện rất là ít, thì cái từ hôm nay thì em sẽ viết là HN, và em hiểu là HN là hôm nay đúng không? Sau đó thì thỉnh thoảng lại có cái từ ví dụ như hôm nào nó xuất hiện. Ok, thế làm thế nào để em viết được? Tức là nếu em sử dụng nha, bình thường nếu em sử dụng lại tiếp là HN để biểu diễn là cái hôm nào thì nó có thể gây nhầm lẫn. Tức có thể em đọc thì em không có nhầm lẫn, nhưng người khác người ta đọc và người ta sẽ nhầm lẫn. Đúng không? Đấy là lý do vì sao mà mình nhắn tin ý, đôi khi là các em bây giờ thì nhanh, nhưng mà thầy thì ví dụ như là tại vì khi mà lớn lên thì thầy cũng không 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 tiếp cận kiểu như là tiếp cận điện thoại tin nhắn các thứ là sớm như các em nhé, thì cái vấn đề là khi nhắn tin thì mình thấy rằng hay là mình nhìn những người lớn ấy, tức là khi mà nhắn tin thì là nếu mà mình viết tắt thì người ta không dịch được, bởi vì nó không nằm trong cái ngôn ngữ chung của người ta không biết cái mã đấy nó dành cho cái từ gì. Mà thường là nhưng mà nhắn tin là nhắn tin nhiều thì thường là những cái từ nào mà xuất hiện nhiều thì mình sẽ là gì, mình sẽ ưu tiên là dành dành cho những chữ cái mà mình ưu tiên là mã ngắn dành cho những cái từ nó xuất hiện nhiều. Sau đó thì đến những cái từ mà có vẻ như có thể là ký hiệu bằng cùng cái mã đấy nó xuất hiện ít hơn thì mình bắt buộc mình phải ghi thêm cái gì đấy để mà ví dụ từ bạn thì viết tắt là B thì là dễ hiểu rồi, nhưng mà một cái từ khác mà cũng là B thì thầy cũng biết là một cái từ khác mà cũng có thể viết tắt bằng B đấy, thì nhưng mà em đã dùng từ B cho từ bạn rồi, bây giờ một từ khác mà nó xuất hiện là nó cũng viết tắt bằng B thì em không thể dùng từ B được mà em phải thêm cái gì đó đúng không? Đấy đấy là ai cũng làm như thế đúng không? Còn nếu giả sử như cái từ bạn mà viết mà em phải gặp nhiều mà em lại dùng dùng cái mã dài để mà chỉ nó, còn cái từ khác mà nó cũng bắt đầu bằng B nó xuất hiện rất là ít và em lại chỉ sử dụng cái em ký hiệu dùng chữ cái B để mà ký hiệu cái đấy thì nó sẽ lãng phí đúng không? Nó lãng phí bởi vì nó sẽ đấy, thì tự nhiên thôi là chữ nhiều thì phải dùng mã ngắn, chữ chữ dài chữ xuất hiện nhiều thì dùng mã ngắn, chữ xuất hiện ít thì dùng mã dài hơn một chút cũng được không sao cả. Đấy cho nên là cái việc mà dùng là lúc nào em cũng dùng cái mã mà cái độ dài nó không đổi thì nó sẽ là gây lãng phí, hiểu chưa? Không tối ưu. Thì bây giờ ý tưởng là gì? Bây giờ bài toán mình cần giải quyết là gì? Bài toán mình cần giải quyết là mình muốn tìm một cách cái mã hóa, ví dụ các cái chữ cái tiếng Anh này mà sử dụng mã có độ dài biến đổi này, có nghĩa là về cơ bản mình muốn là chữ cái mà xuất hiện nhiều thì mình sẽ dùng là một dãy bit độ dài ngắn, chữ cái mà xuất hiện ít thì mình sẽ mã hóa bằng dãy bit mà độ dài là lớn hơn, được chưa? Nhưng mà có thêm một cái yếu tố quan trọng nữa là mình không muốn gây hiểu nhầm, mình không muốn gây hiểu nhầm, mình không gây hiểu nhầm nhé. Tức là khi mà mình nhận được là mã hóa đấy rồi, tức là mình nhận được một cái đoạn bit mà độ dài đoạn bit 01 đấy, thì mình khi mà mình dịch nó lại thành các cái chữ cái
thì nó chỉ có một cách dịch duy nhất chứ không phải có hai cách dịch, không bao giờ mình hiểu nhầm. Rồi thì cái code mà giải quyết cái vấn đề thứ hai này là không gây hiểu nhầm, cái code đấy nó gọi là code prefix code, có nghĩa là mã tiền tố. Cái đấy gọi là mã tiền tố. Nếu mà thầy giải thích là thế nào gọi là gây hiểu nhầm nhé. Thế nào gọi là gây hiểu nhầm? Thì ví dụ nếu mà em quy định A là bằng 0, B bằng 1, C bằng 0, 0, D bằng 0, 1 chẳng hạn. Thì vấn đề là khi mà mình gặp, ví dụ giả sử mình gặp dãy bit là 0, 0 thì mình nên dịch nó là AA hay là C, có hai cách dịch 0, 1. Hay là ví dụ như là 0, 1 thì là D hay là AB, 0, 1 đúng không? Như vậy là không phải tùy tiện được nhá, không phải là mình tùy tiện mình gán cho mỗi mỗi chữ cái một cái dãy bit một cách tùy tiện mà nó sẽ hoạt động nhá, nó phải có quy tắc. Thế bây giờ làm thế nào để giải quyết cái bài toán là không bao giờ nhầm lẫn được, thì nó gọi là mã tiền tố. Đấy, thì nó giải quyết như thế này, nó đưa ra khái niệm như thế này. Thì mã tiền tố là mã như thế nào? Mã tiền tố nó bảo là tôi gọi mỗi chữ cái là biểu diễn bởi một dãy bit này, và mình có quy định như thế này này, mình muốn rằng là không có cái dãy bit nào mà chứa dãy bit khác như là một phần tiền tố, như là một cái phần mẫu nhỏ đầu tiên của nó. Có nghĩa là như thế này nhé, nghĩa như thế này: nếu giả sử thầy đã mã hóa chữ cái A là bằng là dãy bit là 00 chẳng hạn này, thì tất cả những chữ cái khác không bao giờ nó mã hóa vào một cái gì đó xuất phát là 00 gì đó, không bao giờ. Hoặc là nếu mà A là thầy mã hóa bằng chữ cái không, à không, bằng dãy bit là không, thì tất cả những chữ cái khác không được mã hóa bởi là không gì đó, mà tất cả những cái chữ cái khác thì phải mã hóa xuất, tức là bắt đầu bằng một gì đó chứ không phải không gì đó. Để thầy lấy ví dụ như thế này: nếu giả sử như là thầy mã hóa A là không này, thì thầy vừa nói là B phải là bắt đầu bằng một. Thì ví dụ như thầy giả sử thầy lấy A bằng không, B bằng một không, C bằng một một. Mà nếu thầy lấy mã như thế này này, thì D là không còn khả năng nào nữa này. D thứ nhất là không thể xuất phát bằng không được, và nó không thể xuất phát bằng một được. Bởi vì nó xuất phát bằng một thì cái tiếp theo đó là gì? Thì nó hoặc là một không hoặc là một một đúng không? Thì nó đều chứa B hoặc chứa C. Có nghĩa là ABC này nhá, là một mã tiền tố này. ABC này là một mã tiền tố này. Chỉ có điều là cái mã tiền tố đấy mình chọn như vậy nó chỉ có thể biểu diễn được là ba chữ cái ABC thôi, chứ nó không tạo được chữ cái khác nữa. Cho nên là ok, thì vấn đề ở đây là để tạo được cái mã tiền tố thì cần phương pháp, chứ không phải là mình cứ tùy ý. Nếu như mình tùy ý thì ok, mình sẽ tạo được cái mã tiền tố, nhưng cái mã đây nó chỉ biểu diễn được một vài chữ cái thôi, chứ nó không biểu diễn được tất cả chữ cái mình mong muốn. Nhưng mà khi mà em có mã tiền tố này mà em viết một cái dãy bit tùy ý này, thì không bao giờ em dịch nhầm được cái dãy bit đấy. Chỉ có một cách hiểu này, ví dụ như là nếu mà thầy cho dãy bit là 0, 1, 0 này, thì thầy chỉ có một cách dịch là gì? Không một không thì thầy chỉ có một cách dịch là gì? Thầy đọc từ trái sang phải nhé. Thầy đọc từ trái sang phải này, thì thầy đã thấy chữ số 0. À, mình chữ số 0 thì mình phải dịch là A, bởi vì mỗi cái chữ, có mỗi chữ cái A là xuất phát bởi 0 thôi, và không có chữ cái nào xuất phát bởi 0 nữa. Thì em đọc là A, sau đó lại tiếp tục là 10. 10 thì em đọc phải là B, chứ không có cái trường hợp nào khác nữa. Không có cái nào bắt đầu bằng 10 ngoài cái B. À, rồi. Sau đó thì ví dụ 110 thì em sẽ đọc phải là CA, chứ không có cách dịch nào khác. Không bao giờ có chuyện là ok bạn hỏi thế thế thấy tách cái 1 và 10 ra thì đọc thế nào. Không đọc được, bởi vì là không có cái nào là 1. Đấy, em đọc được trái sang phải, em bắt đầu bằng 1 thì em phải tìm đến 11 hoặc 10, chứ không có cái nào là 1 cả. Cho nên không thể hiểu nhầm được. Đấy, thì bây giờ cho nên là kết luận là em hiểu mã tiền tố là gì không? Thì có bài, trong bài test thì sẽ có bài người ta cho em cái mã. Cho mã có nghĩa là người ta bảo em là cái cách là viết, là tôi sẽ viết A là cái dãy bit này, B dãy bit này, C dãy bit này, vân vân. Người ta cho em cái mã, người ta hỏi em là cái mã đấy có phải mã tiền tố hay không, thì em áp dụng với định nghĩa để em trả lời nhé.
Như vậy câu kết luận ở đây là gì? Câu kết luận ở đây là với mã tiền tố này, thì khi em cho một cái dãy bit tùy ý này, và em không nói là cái dãy bit nó phải chia như thế nào, em không hướng dẫn cái người dịch cái dãy bit đấy là phải dịch như thế nào, chia như thế nào, chia thành các khối nhỏ như thế nào, em không cần hướng dẫn cái điều đấy, nhưng cái người dịch người ta cũng chỉ có một cách để dịch cái mã đấy ngược lại thành cái văn bản của em, không có hai cách dịch đấy. Mã tiền tố là như thế. Bây giờ tiếp tục này. Sang mã happen. Như vậy nhưng mà trong các cái mã tiền tố này, bây giờ mình muốn giải quyết là trong các mã tiền tố này, mình muốn tìm một cái mã mà nó tiết kiệm nhất có thể. Mà nó tuân theo, tất nhiên là nó tuân theo cái quy tắc là gì? Chữ cái nào xuất hiện nhiều thì mình sẽ là dùng mã ngắn để ký hiệu. Chữ cái nào xuất hiện ít thì mình dùng mã dài. À, thì trong các mã tiền tố thì mã nào là cái mã mà tiết kiệm nhất? Thì đáp án là có một cái mã mà mang tên một cái ông nhà toán học người Mỹ gọi là mã Huffman. Rồi thì thầy bỏ qua ba cái slide có thầy bỏ qua hai cái slide có sẵn này nhé. Thầy bỏ qua hai cái slide có sẵn này để thầy tự viết. Thì đây là, nói chung là đây thì lớp trước thì thầy giải thích lại cho các bạn thế nào là mã tiền tố này. Với các em thì thầy vừa giải thích mã tiền tố rồi. Thì bây giờ mã Huffman là mã tiền tố tiết kiệm nhất. Và cái mã happen thì nó làm như thế này. Thầy xuống đây, thầy lấy ví dụ khác cho các em. Rồi mã happen thì nói như thế này. Giả sử thầy có rồi, bây giờ bảo là mã hóa 26 chữ cái thì nhiều quá đúng không? Bây giờ mình chỉ giả sử mã hóa 6 chữ cái thôi nhé. Rồi giả sử có chữ cái A này, chữ cái B này, cái C, chữ cái D, chữ cái E và chữ cái F. Và lần lượt là thầy giả sử là cái tần suất xuất hiện của các chữ cái này là như sau. Chữ cái F thì xuất hiện là 0.4. Tần suất là 0.4, chữ cái E là 0.35. Chữ cái D là 0.2 là bao nhiêu rồi? Có không cho 0.1 đi. Là bao nhiêu rồi? 0.85 rồi ạ. À? Rồi thì là 0.85, 0.95 đi. 0.1 đi, 0.95 rồi. Còn cả hai cái này là ví dụ 0.03 và 0.02. Rồi cộng lại có bằng 1 hay không? Rồi những cái con số này có nghĩa là gì? Nếu mà bây giờ ý nghĩa của con số này là gì? Có nghĩa là giả sử bây giờ tôi phân tích tất cả cái văn bản mà ví dụ tôi có thể tìm trên internet chẳng hạn, hoặc là tôi chọn ra 1.000 quyển sách, tôi đếm xem là trong 1.000 quyển sách đấy có bao nhiêu phần trăm chữ cái A, bao nhiêu phần trăm chữ cái B, rồi bao nhiêu phần trăm chữ cái F, thì tôi giả sử là ra các con số như thế này nhé, 0.75, 0.9 rồi. Và bây giờ tôi muốn là bây giờ tôi sẽ sử dụng là cái A B C D F, tôi mỗi cái tôi biểu diễn vào một dãy bit, sao cho là cái dãy bit mà biểu diễn F là ngắn nhất này. Đấy, tại vì nó xuất hiện nhiều mà. Rồi dãy bit sau đó nó dài dần đã. Đến khi A thì nó rất là dài, dài nhất đúng không? Tôi làm thế nào? Thì ông thuật toán Huffman thì nói như thế này. Thuật toán Huffman thì ông ấy bảo như thế này. Ông ấy bảo là đầu tiên tôi sẽ từng bước một nhé, tôi sẽ làm từng bước mà. Bước một này. Bước một là tôi sẽ nhìn các cái chữ cái này như là các cái cây nhé. Thì tôi có nghĩa là bước một là tôi có một cái rừng mà các cái cây nó là các đỉnh thôi. Mỗi cây là một đỉnh và mỗi đỉnh đấy nó đặt tên là chữ cái này thôi. Và sau đó thì tôi gán các cái trọng số vào cái cây đấy. Tôi gán trọng số vào các cái cây. Bước 2 như thế này. Bước 2 tôi sẽ bảo là như thế này. Ở mỗi bước nhé. Thực ra là ở mỗi bước thì tôi sẽ chọn ra hai cái cây mà có trọng số là nhỏ nhất. Hai cái cây có trọng số là nhỏ nhất. Sau đó tôi làm gì? Sau đó tôi sẽ
ghép chúng lại với nhau. Tôi sẽ ghép chúng lại với nhau. Thì ví dụ như thế này. Thế em thấy là ví dụ hai cây trọng số nhỏ nhất ghép lại với nhau nhé. Đấy, chọn hai cây nhỏ nhất. Nhỏ nhất kiểu như là chọn trọng số nhỏ nhất nhé. Hai cây nhẹ nhất đi. Ghép với nhau. Rồi thì ví dụ như là như vậy, hai cái cây nhẹ nhất là trong trường hợp này là hai cây A và B. Tôi sẽ viết như thế này. Cây nào mà rồi đặt A bên trái và hoặc là B bên trái đều được nhé, nhưng mà thường là người ta quy định là nếu mà cái cây đấy thì em đặt cái nặng hơn bên trái. Đấy thì có nghĩa là em sẽ tạo thêm một cái gốc này và em đối hai cái A với B với nhau thì em tạo ra một cái cây mới này. Cây mới như thế này có trọng số là 0.05 này. Đúng không? Và các cây còn lại thì là vẫn là trọng số như bình thường nhé. Rồi, vẫn giống như ở trên kia, không có gì thay đổi. Đấy, bước 3. Em cũng làm tương tự này. Bước 3 em làm tương tự, em thấy là em cứ chọn ra hai cái cây mà trọng số nhỏ nhất. Thì trong trường hợp này, hai cái cây trọng số nhỏ nhất là cây BA và cây C và cây D. Tất nhiên là nếu như em có nhiều lựa chọn thì em chọn tùy ý thôi. Thì thầy lấy ví dụ ở đây là cây cây C. Em nối với cây C này, sau em nối với cái cây mà từ nãy mình vừa tạo ra B về A thì em tạo thành như thế này. Em tạo thêm cái đỉnh mới này. Lấy cái gốc này. Em nối C vào và nối B về A vào như thế này. Thì lúc đầu cái cây này trọng số của nó là bao nhiêu? 0.15. Sau đó thì nó tất nhiên là vẫn còn cây D này, cây E này và cây F này. Bước 4. Rồi một lần nữa này, cây em chọn hai cái cây nhỏ nhất nhé. Thì trong trường hợp này hai cái cây nhỏ nhất là cây gì? Cây D này và cái cây này. Đấy thì em sẽ là như thế này. Đấy, em chọn ra cây D này, C ở đây này, sau đó cái A này, B này. Đấy, thì có nghĩa là em lấy cái cây này, em tạo thành một cái gốc nữa, em nối hai cái này với nhau. Lúc này cái cây này trọng số nó là 0.25. Tất nhiên em còn cây E và cây F nữa này. Cây E là sau em lại chọn hai cái cây mà trọng số là nhỏ nhất, tức là cái 0.25 và 0.35 đúng không? Em ghép lại với nhau. Như vậy em sẽ có cái cây này 0.35 thì là E này. Sau đó em xuống cái chỗ này. Xuống chỗ này thì em sẽ là rồi thì em chép lại cái cây kia D ở đây. Sau đó thì là em bảo là đến C ở đây. Đến B ở đây. Đến A ở đây. Thì có làm được đúng không? Thầy làm có đúng không? Đúng rồi nhá. Thì lúc đấy cái cây này trọng số là 0.25 cộng 0.35 là 0.6 và còn một cây F nữa là 0.0.4 đúng không? Thì bây giờ mình bước cuối cùng là mình ghép tất cả cái này với nhau. Và bước cuối cùng em ghép tất cả với nhau thì em ghép như thế nào? Tất nhiên là em tưởng tượng là có một cái cây, mình vẽ lại cái cây kia nhé. Và F sau đó mình nối ở đây. Rồi, có cái F ở đây. Rồi. Rồi biết cách nối không? Em tưởng tượng là tạo thêm cái đỉnh nối. Rồi sau đó thì mình như thế nào? Cứ cạnh bên trái thì mình điền số 0, cạnh bên phải mình điền số 1.
đúng không nhỉ? Thầy có vẻ như là thầy thấy có gì sai sai rồi. Từ từ thầy xem là có gì sai sai đi. Không có gì sai nhé. Sau khi em đọc như thế thì em sẽ đọc F sẽ bằng là 1 này, chẳng hạn thế này. E sẽ là 00 này. D sẽ là 011 này. C sẽ là 01 này, em phải đọc 0100. Sau đó thì B sẽ là 01 này. 01 này. 010. 010. Tương tự như vậy, A thì thấy hết chỗ nhé. Rồi A thấy bên đây đây. A là bằng 0 1 0 1 1. Thế như vậy là em mình đã ưu tiên là chữ cái A, à chữ cái S thì mình sẽ sử dụng 1 bit này. Chữ cái E là 2 bit này. D, C, B các thứ là D là 3 bit này, C là 5 bit, à 4 bit, 4. Xong rồi B phải 5 bit, A phải 5 bit được chưa? Chứ còn bình thường nhá, nếu mà mình sử dụng là chữ cái, tức là mình bình thường nếu mà mình sử dụng là dãy bit là độ dài là không đổi nhé, mà để biểu diễn 6 cái khả năng thì mình phải dùng là dãy bit độ dài là 3, bởi vì 2 mũ 3 bằng 8 thì nó mới chứa được là 6 khả năng, đúng không? Thế bây giờ mình thử tính là về trung bình thì là độ, tức là về trung bình thì độ dài của dãy bit là bao nhiêu? Là về trung bình cần bao nhiêu bit để mã hóa một chữ cái? Thì đáp án là như thế này, đáp án là như thế này. Thì bởi vì là không, f là nó xuất hiện với tần suất là 0.4, mà độ dài của f là 1, 0.4 nhân với 1 cộng với e là tần suất xuất hiện là 0.35 nhân với, mà độ dài của nó là 2. D xuất hiện với tần số là 0.1. D xuất hiện với tần số là 0.1 và độ dài của nó là 3. C xuất hiện với tần số là 0.1, độ dài xuất hiện của nó là 4, cộng với B xuất hiện với tần số là 0.03, độ dài là 5, cộng với là A xuất hiện với độ tần số là 0.02 và độ dài của nó là 5. Đấy, thì là độ dài trung bình mình cần phải sử dụng để biểu diễn để biểu diễn một chữ cái là con số này. Giờ mình thử nhân con số này ra là bao nhiêu nhé? 0.4 này cộng này 0.7 này cộng với 0.3 này cộng với 0.4 cộng với 0.15 cộng với 0.1, đúng không? Bằng bao nhiêu? 1 này, 2 này, 1 này, 1.8 này, 2.05. Thì từ nãy nếu mà em sử dụng, nếu mà từ nãy em sử dụng là cái dãy bit này mà độ dài là không đổi này thì em phải sử dụng 3 bit trung bình, đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu em sử dụng cái thuật toán này thì em chỉ sử dụng là 2.05 bit về mặt trung bình. Thì như vậy là rõ ràng em đã tiết kiệm được, đúng không? Có nghĩa là về trung bình thì là cái về trung bình là cái dãy Hamming này nó sẽ là tiết kiệm. Ok không các em? Có cần thầy làm thêm một ví dụ không? Hay là em nghĩ là kết hợp với việc lại về em xem lại video rồi là em xem lại slide là các em có thể hiểu được. Thầy làm thêm đi ạ. Thêm nhé. Ví dụ tiếp này. Nhưng mà để cho nó ngắn thôi thì thầy chỉ làm ví dụ như là 4 thôi nhé, 4 chữ cái nhé. Và thầy giả thiết là các chữ cái này xuất hiện với tần suất như sau: 0.05,
3 này, 0.25 này, 0.2 này, bao nhiêu rồi? À, 0.75 rồi à? 0.25 rồi đúng không? Rồi, thì giả sử như 0.27 này và 0. Bao nhiêu đây? 0.518 á. À, thầy tính đúng chưa, là 0.45, 0. Đúng không nhỉ? Thì là thầy phải biết là 0.27 ở đây. 0.25. Giả sử như thế này. Em check lại xem là cộng lại có đúng không nhỉ? 27 0.18 0.45 0.45 0.25 0.7. Rồi, 1 nhé. Thì em sẽ làm như thế nào? Em sẽ làm thế này. Đấy, thì bước 1 thì là em sẽ ghép, em lấy hai cái cây mà có độ dài ngắn nhất thì em ghép lại với nhau. Không phải độ dài ngắn nhất mà cái trọng số nó nhỏ nhất thì là em gắn với nhau. Thì là chỗ này thì em lấy C với D em gắn với nhau. C ở đây, D ở đây. Và lúc đấy cái cây này trọng số nó là 0.37, 0.40, 3. Và tất nhiên em vẫn còn cái B và vẫn còn cái A đấy, 0.27 và 0.3 đúng không? Bước 2 là em chọn hai cái cây mà độ dài, à, tổng trọng số nó hai cây có trọng số nhỏ nhất em ghép nhau. Thì trong trường hợp này là A với B. Thì lúc đấy cái trọng số này là 0 chấm bao nhiêu đây? 57. Rồi thì tất nhiên em vẫn còn cái C và cái D nhé. Rồi bước 3 thì em sẽ làm thế nào? Tất nhiên là còn cái này thì em ghép lại với nhau. Rồi em sẽ đánh là sau đó em viết đến 0,0 này, 1 này, 1, 0, 1. Thì lúc đấy em sẽ bảo là A thì nó sẽ là 0,0 này, B sẽ là 0,1 này, C sẽ bằng 1,0 này và D là bằng 1,1. Thì như vậy là vô tình là trong trường hợp này, nếu như các trọng số A, B, C, D như vậy thì cái mã này có độ dài là không đổi đúng không? Nhưng mà đấy là vô tình thôi, chứ không nhất thiết là lúc nào cái mã độ dài là cũng là thay đổi. Có nghĩa là cái thuật toán Huffman đấy nó chạy ra như thế nào thì mình chấp nhận kết quả là như thế. Được chưa? Đấy. Thì thầy nghĩ là chủ đề về mã Huffman thế là được rồi nhé. Bây giờ mình sang chủ đề tiếp theo này, là chủ đề duyệt cây. Duyệt cây có nghĩa là cho một cây này, và mỗi đỉnh của cái cây đó nó sẽ chứa một cái thông tin gì đó đấy nhé. Sau đó mình muốn là ghé thăm từng điểm, mình ghé thăm tất cả các đỉnh của cây này. Mình muốn ghé thăm tất cả các đỉnh của cây, ở mỗi đỉnh thì mình muốn đọc thông tin hoặc mình xử lý cái gì đó, cái thông tin ở cái đỉnh đấy nhé. Nhưng mà tất nhiên là bây giờ mình muốn rằng là cái cách mà mình ghé thăm tất cả các đỉnh này nó phải có một cái quy tắc thống nhất như thế nào đó. Cái quy tắc đấy nó phải áp dụng cho mọi cây, đấy, thứ nhất là thế. Nó áp dụng cách đồng đều cho mọi cây, có nghĩa là khi mà em nói ra một cái quy tắc duyệt cây này thì không phải là cái cây này thì em duyệt như thế, còn cây khác em duyệt khác. Mọi cây có thể em đều làm theo cái đấy và nó đều được. Đấy là điều thứ nhất. Mọi cây. Thứ hai nữa là mình khi mà mình duyệt cây thì mình muốn là cái cách duyệt đấy nó phải tuân thủ theo là cái cấu trúc của cái cây, tức là các cái đỉnh được nối với nhau như thế nào. Được chưa?
Thì ở đây người ta sẽ có là ba cái cách để duyệt cây, ba cái cách để duyệt cây gọi là pre order, in order và post order, thì tạm dịch là tiền thứ tự, chung thứ tự hoặc là thứ tự tiền, tiền thứ tự gọi là tiền thứ tự, chung thứ tự và hậu thứ tự nhé, tiền thứ tự, chung thứ tự, hậu thứ tự. Thế là thầy sẽ giải thích cho các em là mỗi mấy cái cách duyệt cây này nó là như thế nào nhé. Sau đó thì mình sẽ bàn về là cái cách duyệt cây đấy nó có ứng dụng gì nhé, đúng chưa? Đấy thì bây giờ em nhìn, em giả sử em có một cái cây như thế này, trước khi mà mình học lý thuyết đúng không, thì mình có thể ok mình muốn duyệt tất cả, mình muốn ghé thăm tất cả các cái đỉnh của cây này theo một cái thứ tự nào đó. Ê, mình không muốn là ví dụ mình thăm đỉnh E, sau đó mình lại nhảy sang đỉnh A, sau đỉnh A mình lại nhảy xuống đỉnh G, đỉnh G mình lại thăm đỉnh Y, xong lại thăm đỉnh. Đấy, nếu mà mình làm thế thì mình không thể được đúng không? Bởi vì nó không có một cái quy tắc gì đó. Mà ví dụ như hay là mình muốn là ví dụ ghé thăm điểm, rồi mình ghé thăm điểm A, rồi ghé thăm điểm B, rồi ghé thăm điểm C. Nếu mà như thế nhé, giả sử nếu mà mình chưa biết thì mình bảo ghé thăm điểm A, rồi điểm B, rồi điểm C, rồi điểm D, thì nó hơi bị là nó hơi không tự nhiên lắm. Bởi vì sao? Em ghé thăm đỉnh A, ok, xong em ghé thăm đỉnh B, ok, thì được nhé. Nhưng mà từ B em nhảy thẳng sang C thì không ổn lắm, bởi vì là tí nữa cuối cùng em phải xuống dưới cái này này. Nếu mà mình cái A này mà B, thằng B nhảy sang C là tương đối phức tạp này, C mà nhảy sang D luôn là tương đối phức tạp này. Nhưng mà từ D em muốn làm cái gì nữa? Em lại muốn là em lại muốn là thăm E với F thì không được. Tại vì từ D thăm E với F, khi mà mình thăm một cái gì đó thì nhớ là mình phải tưởng tượng ở trong đầu mình là mình có một cái cây như thế này nhá, và mình tưởng tượng là khi mà mình bảo máy tính nó đang ở cái đỉnh nào đấy, nó muốn thăm cái đỉnh nào đấy, thì nó chỉ có thể là, tức là máy tính nó chỉ có thể là ở một đỉnh này, nó có thể đi đến dễ dàng là một cái đỉnh mà là con của cái đỉnh đó này, hoặc là cha mẹ của cái đỉnh đó này. Còn cái việc là nhảy từ cái đỉnh này thẳng sang một cái đỉnh khác là không có nhé. Thì từ B mà tôi muốn nhảy sang D thì tôi bắt buộc phải từ B tôi đi đến A, rồi tôi nhảy từ A tôi đi đến D, chứ tôi không có cách nào khác. Thế như vậy là bây giờ mình bài toán của mình là nếu mà mình nhảy lung tung không được, nó rất là mất thời gian. Ví dụ tôi nhảy A xong rồi B tôi thăm đến B, ok, xong tôi lại từ B đến quay trở lại A tôi thăm đến C, ok, từ C mà tôi lại thăm đến D, từ D tôi bây giờ tôi mình từ D tôi mình muốn thăm E với F, em sẽ thấy là từ D mà đến thăm E thì tôi lại phải thăm lại A, rồi lại thăm lại B, rồi nó không có một thứ tự gì đúng không, nó không có một cái cấu trúc gì và nó rất là tốn thời gian, tốn công sức đúng không. Cho nên bây giờ người ta muốn giải quyết bài toán đấy là người ta muốn là thăm các đỉnh này nó phải có một cái cách gì đó, nó có cấu trúc này, nó phải tuân thủ là cái cách các đỉnh được nối với nhau này, nó phải có một, nó phải hệ thống này, nghĩa là tôi không bỏ sót đỉnh nào này, và cái việc mà tôi phải đi đi lại lại các đỉnh nó là ít nhất có thể nhá. Thì để giải quyết cái vấn đề đấy thì là có ba cái cách thăm đỉnh như sau, ba cái cách duyệt các đỉnh như sau. Cách thứ nhất nó gọi là pre order, thì là nó như thế này. Bây giờ em hình dung là nếu mà cái cây đấy nó chỉ có một đỉnh nhá, thì mình thăm cái đỉnh đấy chấm dứt, được chưa? Ngược lại nếu như cái cây đấy nó có một đỉnh gốc này và các cái cây con từ trái sang phải nó đánh số như thế này, thì nó sẽ thăm như thế nào? Nó sẽ thăm như thế này, nó bảo là ở bước thứ nhất này tôi thăm đỉnh R, tôi thăm gốc này, sau khi tôi thăm gốc thì tôi sẽ thăm là cái cây con bên trái ngoài cùng, và khi tôi thăm cái cây con bên trái ngoài cùng tôi cũng tuân thủ cái quy tắc vừa rồi, tôi sẽ bảo đến thăm cái cây con bên trái ngoài cùng này, tôi sẽ thăm gốc của nó, sau đấy tôi lại thăm cây con bên trái ngoài cùng, thì cứ thế. Sau khi tôi thăm được hết cái cây con này thì tôi nhảy sang cái cây con này, sau đó tôi nhảy sang để tôi nhảy thăm hết, thế là sau đó tôi kết thúc. Để thầy lấy ví dụ nhỉ, ở cái đỉnh này, ai quên, ở cái cây con, ở cái cây này thì người ta bảo là đầu tiên tôi thăm cái gốc của nó là đỉnh A này, sau đó tôi thăm cái cây con của A chính là cái này, và đến khi mà tôi muốn thăm cái cây BF thì tôi làm gì, tôi sẽ thăm cái gốc B, sau đó tôi làm gì, thì tôi phải thăm cái cây con mà
bên trái ngoài cùng của B, thì tức là thăm E. Thế là khi mà đó E thì chỉ là một điểm thôi, thì vừa bảo là nếu mà nó một điểm thì tôi thăm nó. Đấy, thì tôi thăm A này, thăm B này, thăm E này. E xong rồi tôi thăm F này. Đấy, thì sau hết cái nhánh này thì tôi mới là yên tâm tôi nhảy sang cái nhánh này. Thăm C. Thế C chỗ này chỉ có một cái này tôi thăm C, xong rồi tôi nhảy sang cái nhánh này. Nhánh này tôi làm tương tự, tôi thăm D này. Sau đó tôi thăm G này. Tôi thăm H, thăm I, thế là hết nhé. Về cơ bản của nó là gì? Về cơ bản là gì? Là tôi có một cái tình huống như thế này, tôi muốn an tâm là tôi thăm hết cái cây con bên trái này thì tôi mới nhảy sang cây con bên phải, nhảy như thế nhé. Tôi không là tôi chưa thăm hết chỗ này mà tôi đã nhảy sang đây rồi, xong tôi nhảy sang đây thì cuối cùng tôi lại phải quay lại đây là không được. Đấy là duyệt cây đấy, thì nó giống như là cái phương pháp mà em ôn tập đấy nhé. Em không muốn lại rồi em ôn tập thì em sẽ thấy là cái kiến thức này, môn học tổng này nó sẽ có những cái kiến thức nhỏ nhỏ như thế này. Rồi sau đó thì em bảo là nếu mà tôi có nhiều thời gian thì tôi sẽ là tôi phải duyệt hết kiến thức đúng không? Thế nào để là duyệt hết kiến thức? Ok thì tôi sẽ bảo là ok thì bây giờ cái mạng này tôi phải duyệt hết đã, thì tôi không làm được một nửa cái này, tôi lại nhảy cái sang, tôi lại phải quay trở lại thế này cũng không ổn lắm. Học hết cái ví dụ học hết là hình học, rồi tôi nhảy sang là ôn đại số, tôi nhảy sang cái kiểu như thế, ý tưởng là thế. Rồi cái hình này là như thế này. Rồi thầy cho các em một cái khác nhé. Các em thử nói với thầy xem là thầy sẽ thăm cái gì. Thầy thử lấy ví dụ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nào bây giờ bạn nào nói cho thầy theo cái pre-order thì thầy sẽ thăm lần lượt các lệnh như thế nào? Thầy lần lượt thăm các đỉnh như thế nào? Bạn nào xung phong không? Không ai xung phong ạ? À? Thử xem, sai thì sao mà. Thăm cái gì? Nó bảo thăm cái gì đầu tiên? Thăm gốc đầu tiên này, một. Sau đó thăm cái cây con bên trái ngoài cùng. Mà khi mà thăm cái cây con bên trái ngoài cùng nó áp dụng chính sách cái đấy, chính xác cái điều đấy. Nó sẽ thăm cái gốc của cái cây con đấy đầu tiên. Sau đó nó thăm cây con bên trái ngoài cùng của cái cây con đấy, thì nó sẽ là thăm 5. Sau khi thăm được 5 rồi thì nó sẽ đến 6. Nó sẽ hết cả cái nhánh này rồi thì nó sẽ sang cái nhánh tiếp theo là 3. Nó thăm cái gốc này 3, sau đó thăm cái con bên trái ngoài cùng 7. Hết rồi thì nó sẽ thăm được sang cái phần này 8. Phần này thì nó sẽ là 11, 12. Và tiếp tục là hết cả cái nhánh này rồi nó sẽ sang thăm là 4. 4 sau đó thì thăm 9. 9 hết rồi thì nó thăm 10 và sau đó là 13, 14, 15. Đấy, theo thứ tự này. Đấy gọi là tiền thứ tự. Nào bây giờ tiến chung thứ tự thì như thế này. Chung thứ tự thì như thế này, nó bảo là bước thứ nhất này, tức là nếu mà cái cây đấy nó chỉ có một đỉnh này, tôi sẽ thăm cái đỉnh đấy, chấm hết. Ngược lại nếu như cái cây đó có dạng là có một gốc này, sau đó có các cây con này, thì tôi sẽ thăm cái cây con bên trái ngoài cùng đầu tiên. Khi mà tôi thăm cái cây con bên trái ngoài cùng đầu tiên thì tôi lại áp dụng chính xác cái cách tôi vừa thăm. Tức là nếu mà cây con bên trái ngoài cùng này là một điểm thì tôi thăm cái điểm đấy. Còn nếu mà nó là phức tạp hơn một đỉnh thì tôi sẽ là thăm cái cây con bên trái của nó ngoài cùng. Sau đó tôi làm tương tự như vậy nhé.
đấy là bước thứ nhất này. Sau đó tôi thăm được cái con bên trái này, tôi sẽ thăm cái đỉnh này, cái gốc này. Sau đó lại tôi xuống thăm cái T2 vân vân, tôi đến thăm đến TN. Thì ví dụ như là cái cây này thì em sẽ thăm thế nào? Đầu tiên là cũng bảo là đầu tiên là mình phải thăm cái cây con bên trái, tức là cái cây BEF này. Mà để thăm cái cây BEF này mình lại thăm cái cây con bên trái của nó nữa. Đấy thì chỉ có E thôi, thì mình thăm E này. Mình thăm E, sau đó mình thăm cái gốc của cái cây con đấy là B này, sau đó mình thăm F này. Đấy mình thăm hết cái bên trái này rồi, mình sẽ thăm đến đỉnh A này. Sau đó mình nhảy xuống mình thăm cái phần này, phần C này. Hết phần C này rồi thì mình phải chuyển sang cái cây này, chuyển sang cái chỗ con này. Ở chỗ con này thì mình phải thăm G trước này, sau đó mình thăm D này, sau đó mình thăm H này, sau đó mình thăm I này. Đấy là cái hình này. Còn hình này thì sao? Thì đấy, thì bây giờ hình này thì mình phải thăm cái phần cây con này đầu tiên này, cây con ở dưới cái chỗ E này đầu tiên này. Để thăm cái cây con từ E trở xuống thì mình phải thăm cái cây con bên trái ngoài cùng của nó trước là G. Ok, mình thăm G hết rồi đấy. Thì là mình sẽ đến E này. Sau đó mình nhảy xuống mình thăm cái cây này. Nhưng mà khi mình thăm cây này thì mình phải áp dụng quy tắc là mình phải thăm N trước này. Sau đó mình mới thăm K này. Sau đó mình thăm O này, thăm P này. Thì cái hết cả bên trái này rồi thì mình sẽ nhảy sang bên này. Nhưng mà nhảy sang bên này thì phải nhớ là mình phải không phải thăm F trước mà mình phải thăm M trước, sau đó mình mới thăm F. Đấy gọi là tiền thứ tự này. À là chung thứ tự. Còn một cái nữa là hậu thứ tự thì nó như thế này. Một lần nữa, nếu mà đồ thị nó, tức là nếu cái cây nó chỉ có một đỉnh thì mình thăm cái đỉnh đấy và chấm dứt nhé. Còn không thì nếu mà nó là tình huống như thế này thì mình sẽ là thăm cây bên trái trước này, sau đó thăm cây này, vẫn vẫn thăm hết các cái con ở dưới rồi mới thăm đỉnh. Thế đây ví dụ nhé cái này thì em phải thăm cái cây BEF trước này, và để thăm cây BEF trước thì em phải thăm cái cây con của, tức là thăm E trước này. Sau đó thăm F này, em thăm hết EF ở dưới này thì em mới thăm cái B này. Sau khi em hết thăm hết cái B này rồi, cả cái cây con ở dưới này rồi, thì em sẽ nhảy sang cái cây con này thì em thăm C hết rồi, em lại sang thăm cái cây này, rồi sang cái cây này thì em lại áp dụng tương tự cái đấy, em bảo là thăm G, thăm H, thăm I trước này, sau đó em mới thăm D này. Ok, thì em thăm hết cả cây con rồi em mới thăm A. Đó là cái ví dụ này này. Thì em phải thăm rồi, em muốn thăm cây con ở dưới cái E này đầu tiên. Để mà làm thế thì em phải thăm G trước này. Okay. Thăm G xong rồi em nhảy sang thăm cái cây con bên này từ K trở xuống. Nếu mà để thăm cây con từ K trở xuống thì em phải thăm là N, thăm O, thăm P, sau đó em mới thăm K. Đấy thì hết cái cây con G và hết cái cây con ở K trở xuống rồi thì em thăm cái E. Như vậy hết cả cái nhánh trái này rồi thì em nhảy sang nhánh phải. Nhánh phải em lại áp dụng chính xác cái vừa rồi thì em bảo em phải thăm M trước này. Sau đó em mới thăm F này. Rồi cuối cùng thăm hết cả cái nhánh trái và nhánh phải rồi em thăm đến gốc. Có khó khăn không? Hơi khó nhớ nhé, nhưng mà phải luyện tập thì em sẽ nhớ thôi. Ok, vậy thầy phải cho các em nghỉ giải lao một chút, sau đó thì mình vào tiếp với điểm danh cái nhé.